À, bên mình là góp lợn quay còn bên kia là góp bia à? Không, không, bên em góp vịt quay rồi anh gấu. À. Anh nổ to quá. Chị mời anh ơi, ngồi xuống đi để chị còn ngồi xuống. Tôi về. Cảm ơn. Vịt này là vịt ở Đồng Văn à? Còn bên kia là người dân của Trung Quốc à? Đây là cột mốc 1326 của bên Việt Nam nha quý vị. Còn đây là hàng rào của Trung Quốc. Đây quý vị ơi, đây còn ở trên dốc kia là đường lên 12327 nha quý vị. Đấy trên kia có người kìa. Có đường cầu thang bậc thang lên luôn nha quý vị nha. Đây là các anh em đang nhậu ở xuyên biên giới đây. Gái Việt Nam ấy. Gái Việt Nam à? Trai Trung Quốc. À. Vui nhờ. Không đẹp trai đâu, tiền không có. Phải đại gia chứ, anh phải nói là đại gia Trung Quốc chứ. Không, không cần tiền, cần đẹp trai là được rồi. Hai anh nói được tiếng Việt luôn à? Hớt chiều. Nói tiếng Anh một tí. À, một tí á? Thằng này không biết cái gì đâu. À. Giỏi nhờ. Còn câu nào lịch sử là không biết. À. Không biết biết thôi. Cái này thì cái này không không cần dạy cũng biết phải không? Hai em giỏi tiếng Trung Quốc ấy nhở? Em không biết nói, chỉ có bạn này biết. À. Em toàn bắn tiếng Việt Nam thôi anh ạ. Người ta không hiểu thì càng tốt. Nói xấu không biết nghe. Lắm đồ thế. Uống bia không? Nhưng mà cho mấy người uống đi. Cho mấy người uống đi. Ai không lái xe nhỉ? Uống bia nhá. Hello, hello anh nhá, hello. Hello hiểu không? Hello hiểu không? Quay vào chào các em nhá. Anh cứ đứng thoải mái đấy. À, em phiên dịch cho ông đấy là cứ ngẩng mặt lên thoải mái ven đi, thoải mái đi. Nó sợ vợ nó. Mình có phạm pháp đâu phải không? Mình có làm gì? Sợ vợ nó nhìn thấy ở trên YouTube. À, nhìn thấy vợ nó đi tán gái à? Không phải. Vợ nó nhìn thấy trên YouTube của các anh là nó chỉ cắt chim. À nhưng mà Trung Quốc hình như nó hạn chế mà, nhưng nó không xem được đâu. Không biết được đâu. Ờ, à. Ừ, nó không xem được YouTube đâu. Ôi, cảm ơn chị. Đây à? Cho đá, uống đá. Đây là bia tàu luôn nha quý vị ơi. Đây là bia tàu luôn nè. Thanh niên ở đâu? Ở máy đâu? Trung Quốc rồi mà, người Trung Quốc rồi mà. À, bên này thôi. Nó đi ô tô vào. Ô tô trên này có cái màu đỏ kia đấy. Ui, ok. Thế là bên mình là góp lợn quay, còn bên kia là góp bia à? Không, bên em góp vịt quay rồi anh gấu. À. Anh nổ to quá. Ok kia thấy lợn quay mà. Là... phải lợn quay không? Bên là bên nào? À, không? Không? Bên Trung cả đấy. Bên Trung ra hết tiền đấy. Vậy em chỉ nên ăn cứng. Không đá đâu, không đá. Thế là mình kết bạn lâu chưa như này ấy? Mới quen hôm qua, hôm nay đi nhậu ạ. Thế cơ, hay giờ. Việt Nam nói là làm. mình quen quen qua mạng à? Em hay là như nào quen qua mạng à? Em ơi, em ơi. Ô thế gặp ở đường bên này luôn á? Mời nhà, nào mời nha, mời chúc sức khỏe nha. Ờ. Kina nè. Nhắm à. Nhưng mà người đấy nó nói tiếng gì? Tiếng có phải bà và tiếng phổ thông, tiếng giống bên bản chất không? Tiếng thổ đó biết nói không? Nói được mà. Nói được. Chàng thổ đấy mi. Mông lâu tình chẳng tay mi à? Lâu đá. Ông mì bay. Bay mì. Bay mì á. Bay mì cơm bay mì. Ông mì dưa mì. Đào mì. Bay dưa sống mì mà mì đây. Sống mì kiếm. Mì phù bá. Mì phù nhiều lắm. Anh ơi nói gì đấy? Anh hỏi gì đấy? Nói là hai em gái này có chồng rồi. À, hai em gái có chồng rồi à? Có chồng rồi, em gái. Bạn về giao lưu thôi. Bạn về giao lưu thôi, không phải là... Mời về giao lưu được hả? Phù mấy nè. Hả
Hai em gái này rất là vô tư phải không? Thoải mái. Sáu cái gì đó đi sáu á. Đi sáu á, tao mình mới bùi á. Mới bùi ra đâu. Kéo nó bùi mới tụt quá. Trời ơi, trời ơi. Mừng cho bạn Khư. Quá. Hả? Cú sử Nam Ninh đó. Phải là Ninh Minh. Ninh Minh Nam Ninh. Ninh Minh Nam Ninh mà cũng chẳng chẳng thổ nè. Mừng sở Ninh Minh mừng mừng ốc ai tiền hết ba cây. Ngày tiền bác sĩ sở. Vậy ra là. Ý ngày tiền ngắm sở lên bố. Ôi. Có ai tiền nhân tu á. Chờ mẹ. Ngày tiền mừng bị cáo á. Cậu cho lục thân vô khư. Lục thân bây giờ bèn chi má. Em 22 này bao nhiêu tuổi rồi em? 22 này bao tuổi rồi? Cậu cho lục thân nhé. Mới đấy của ma hội thế còn hai anh này anh này Dota nào hả mới này có Dota nào chưa năm mặt ta bia này bia con này bia đi qua này soi à bia này rất ngon bia ngon chưa có bao giờ trẻ nhờ 18 tuổi thật không hay là nó hay là 18 tuổi rồi anh này 17 tuổi anh kia 18 tuổi à cá rất là ngon 17 rồi chắc là 43 rồi đâu vào đâu em có học tiếng Trung mà em nói tiếng Trung giỏi đấy. Dạ phải nhá. Em biết một tí thôi, kiểu đi chơi nhiều em biết tiếng Trung chứ mà em không giỏi đâu. Hay là em đi làm ở Trung Quốc chưa? Em không. Không đi làm. Không đi làm. Đi lấy chồng. Ông đi giỏi, ông đi giỏi Trung Quốc. Lấy chồng à? Lấy chồng với anh nhá. Thế là bây giờ hai người kết với nhau rồi phải không? Lấy chồng nhá. Giờ bây giờ cái hàng rào này thì làm thế nào được? Ngăn cản cái hàng rào này. Đúng văn luôn. Em đề nghị Trung Quốc ấy, mở cái hàng rào để em quay chồng. Đúng rồi. Em không làm gì được. Đề nghị Trung Quốc mở cái hàng rào để em qua lấy chồng. Đúng rồi. Đấy đấy, mang lên chồng. Xe bán tải của hai em à? Có đôi nào yêu thành công qua hàng rào chưa em? Bọn em lái lên này. Ở trên quần bốc có ai không? Không ngay trên này thôi mà. Quần bốc trên này còn có ai không? Vẫn muốn có. Có xe máy thì có, còn mới đây là quần bốc 1326, còn ở trên là quần bốc 1327. Ô trên kia có người kìa, em vẫn thấy người mà. Kia kìa. Ồ, tí lên đấy đi nhỏ. Nhưng mà ở trên kia thì chả biết là có mong giấc không mong mấy cả. Đâu cho em mượn xem cái chai bia là cái mà hãng gì đây. 1998 à. Ly Quan đó quý vị. Khả năng cái này nó sẽ là thành lập từ năm 1998. Mấy chục năm rồi. 1998 mà cái này là thành lập từ năm 1998 thôi. Vâng. Ăn đi ăn đi. Bên này là 500ml luôn nha quý vị. Bia này đóng là nửa lít luôn. Cô ấy là đáng tuổi là cô còn các cháu này chắc ít tuổi hay nhưng mà chỉ là ra ngoài xong rồi không họ hàng thì cứ chị em cũng được tiếng thổ thì gần giống tiếng Tày thôi. Thế mình phải chat qua mạng thì mới hẹn bọn nó ra đây được chứ nhở? Em nó toàn dùng iChat này. Nó dùng WeChat à? Bên đây Trung Quốc phổ biến iChat. Đúng bên mình thì Zalo ấy. Đúng rồi. Vui nhở? Thế cái làng ở dưới kia, làng ở dưới kia là làng bên xúc xích Trung Quốc là làng cái làng gì nhỉ? Đồ đồ cay rất là ngon kìa nhá. Bên Trung Quốc mà. Đấy, có cả giò để nhậu kìa, xúc xích đồ ăn Trung Quốc mà. À, đồ ăn vặt Trung Quốc là nổi tiếng là ngon đấy. Có một kênh nó bán luôn cả cái đồ ăn vặt này. Cái này là trứng vịt lộn à? Trứng xong rồi đây này. Sang y à? Sang y à? Có miền chàng người xì cho sang y. Sang y. Anh lấy vợ chưa? Không có vợ. Ngó vợ á? Có muốn lấy vợ Việt Nam không? Lấy. Ở đây có hai vợ chờ đấy. Hai vợ đây. Đang tán tí bế qua hàng rào là nó đang tán. Bao giờ mà yêu thành công thì mình làm cái hộ chiếu sang đây là ngon, ok luôn được không? Ok. Đi giúp cho sao mà cho cho nó xem mà làm rồi à. Được, có hộ chiếu không có vợ à. Bao nhiêu tuổi rồi anh? 17 tuổi. 9 tuổi. Em là 94. À, 94 à? Thầm mà nó bây giờ 94 mà trên trên mà. 94 năm nay 30 tuổi rồi. 94 30 tuổi. À, anh ấy lừa em ấy bữa bảo 17 tuổi bây giờ bảo là 34 tuổi. 30. Anh hay
anh bảo với em là 9 năm này. Thì anh đấy phải bảo như thế để cân xứng với các em chứ. Nhìn thấy bia đi qua này mình thấy thèm thế, không uống được, không được uống. Thèm gì à? Ngon đi. Bia này dễ uống lắm. Bia đi qua ngon luôn. Ngon mà. Hơn bia Hà Nội của Việt Nam mình. Ôi. Anh trước anh nói với em một là ông này 9 tuổi 9 năm mà. Ông đấy nó có gặp trước có hộ chiếu xong kiểm tra. Anh 9 năm mà. Mình nói mà ông ấy cũng bảo là ừ đúng rồi. Mấy sư đào hồ, tên mấy sư đào hồ. Giao Lam hay là Giao Phát. Ông ấy cũng bảo là anh chén nhiều lắm mà tôi tham ma được. Em nhìn thấy rồi. Tôi đi lên chiếc khăn tí để đây nha quý vị, có thể nhìn thấy ở bên kia là cái làng của Trung Quốc nha. À, xa lắm. Đấy. Đấy, hai người dân hai nước nhậu rất là đông vui nha quý vị. Bởi vì chia cắt địa lý và chính trị thôi nha. Cháu mời ăn, cảm ơn cháu nha. Cắn miếng to vào chị ơi. Ôi, ngon quá. Chạy mất tí rồi à? Ngon quá. Ngon quá. Giờ lên TV nó chả chạy. Không lên, ông ấy làm gì mà thấy được. Bên đấy thấy được. Ngon quá. TikTok khác nhau mà anh. Không bao giờ. Chỉ còn nếu mà nó đăng ký ở kênh hay quá nó sao chép về xong nó đăng lên luôn. Không, con ăn đi, bọn con ăn nhiều lắm rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Ăn một con rồi. Cảm ơn này nó ngon hơn. Cảm ơn anh. Ủa ôi. Ăn đi quay đi. Cảm ơn ngon mà. Cảm ơn. Đấy là được hai em mời nhiệt tình nha. Mời nhiệt tình nhé. Cô với các anh là ở chỗ khác. Đúng rồi. Ừ, anh ở Lạng Sơn. Lạng Sơn. À, Lạng Sơn. Lạng Sơn vào. Lạng Sơn mà. Đúng rồi. Ôi, hai em mang vịt lên đây nhậu rồi. Ui lại. Cô Thành ơi, ngồi xuống đi để chị con ngồi xuống. Tôi về. Anh ơi. Vịt này là vịt ở Đồng Văn à? Ở Bình Dương, Đồng Văn. Đồng Văn. Tuyết, rất ngon. Béo mũi ẩm. Béo mậy luôn. Đùi cho đùng. Em buộc. Uống ngon luôn nhỉ? Hai chị em mình nghe cái tủ. Một bữa ngon luôn. Tên là gì? Cháu tên là gì? Cháu gái tên là gì? Dạ cháu tên là Hằng ạ. À Hằng ạ, ở Bình Liêu à? Vâng, ở Bình Liêu. Cảm ơn cháu Hằng nhá. Cảm ơn sức khỏe cô nhé. Tuyệt vời đấy. Hôm nay à? Ngon quá. Đây còn có món xúc xích của Trung Quốc nữa nha quý vị nha. Đấy, món đồ ăn vặt. Ngon lắm. Ngon ăn đi, họ ăn hết đi. Xúc xích siêu cay nha quý vị. Nó phủ bên ngoài một lớp ớt. Rất là ngon luôn. Ngon lắm. Thế mà đúng. Cái gia vị của nó ướp nó thơm. Cô uống hết đi em xem. Cô uống hết xong chạy á. Nắng bỏ lên. Cái chậu. Ngon. Còn đây là món cá ướp Trung Quốc. Cá ướp cay nha. Vừa đi. Ăn được mà tối nay cảm ơn. Hâm nóng lại mới được. Nha. Ỉa cháy. Bắc bia. Ngon. Cái gia vị của nó ướp thơm lắm. Rất là ngon. Nó như kiểu có cái hạt mắc khén của Việt Nam ấy. Nó như kiểu hạt dổi mắc khén của Việt Nam ấy. Đúng với cá này luôn. Ngon đi. Đây có quả cút lộn nó ướp này quý vị. Cút lộn này nó ướp cả vò luôn nhỉ. Đưa chị ăn một quả đi. Cút luộc chưa chứ? Cút thường. Cút thường. Nó ướp vào rồi nhưng mà rất là ngon luôn. Đúng là rất là may mắn. Đây. Cả nhà ơi, đây nha, đây là cút lộn của bên Trung Quốc nhá. Rất là ngon nha, mình ăn thử đây. Nó có vị như nào chị? Có vị nó đậm đậm. Nó kiểu như là có cũng kiểu như xì dầu hay sao. Ngon đậm, ngon lắm. Ok. Đây nha, mình cũng thử một quả luôn nha. Tự nhiên đúng vị ướp xì dầu. Cái gì mà mưa? Nó đậm, nó ngấm luôn cả vào cái trong cái lòng đỏ. Nó vừa. Đây, còn hai quả này này. Sao
Có gái Trung Quốc đi lên đây nhậu không? Anh có gái Trung Quốc lên đây nhậu không? À chị phiên dịch cho nó đi. Chị biết nói tiếng Trung Quốc à? Có gái lên đây không anh? Có không? Chịu ăn nắng nắng đi nhờ. Có cái em ngồi đây em đi nhờ, em giỏi tiếng Trung đi với tôi. Hai ông này chưa vợ thật không? Như mẹ canh. Như này mà mạo mày. À mẹ canh. Nhưng mà phải có em kia mới dịch được không nhỉ? Dịch rồi, em kia đi đâu rồi. Như này mà mạo mày. Em ở đổ bia kìa, đổ bia kìa. Em ở đây có nhiều cô lấy chồng Trung Quốc không? Ở chỗ làng em ấy. Em gái. Dạ. Ở chỗ em có nhiều bạn bè hay ai có lấy chồng Trung Quốc chưa? Không ạ. Bảo anh đây á. Cháu ơi. Mình có hay ra đây nhậu không em? Mình có hẹn bạn hay bạn hay hẹn bạn đến ra nhậu hay là chỉ hội mình mới ra thôi? Mua bia uống thôi, chứ à. Có quen đâu. Thế à? Từ trước đâu anh. Nên là mua bia lên đây uống thôi. Vâng, tự nhiên hôm qua gặp xong rồi nói chuyện bảo hôm nay hẹn nhậu thôi. Gặp ở đây á? Vâng, hôm qua bọn em đi chơi ở đây. À, bên đây chơi. Vâng. Hay nhở. Dần dần, dần là lại thành bạn mấy. Thôi. Vâng. Vâng. Ôi trời ơi, em chúc mọi người nhậu vui vẻ nhá. Vâng, cũng lấy đi. Giờ nhậu đến chiều luôn này em. Giờ nhậu đến chiều luôn à? Vẫn còn được. Hết bia rồi hai anh lại tiếp cho. Chúc mọi tí và vợ mày làm mâm. Chúc mọi người nhậu vui vẻ nhá. Thôi cô chào các cháu nhá. Cảm ơn các cháu. Kia nhé, còn kia là bên kia chỗ đậu xe của Trung Quốc nha quý vị. Đấy, họ đậu xe xong rồi vào nhậu cùng mọi người. À, bên kia cũng là dân tộc Dao, bên này mình cũng Dao hả em? Đó, bên Trung Quốc ấy. Ừ. Có gái Trung Quốc hả anh? Bây giờ mình sẽ lên cột mốc 1327 nha quý vị. Nghe nha quý vị. Đây, nhìn xuống chỗ kia. Đây nha quý vị. Mình đã đến cột mốc 1327 rồi nhá. Ở đây có cái hòn đá rất là đẹp nha quý vị. Vâng. Chỗ này chụp ảnh đẹp lắm. Đây nha quý vị. Nó làm từ năm 2001. Còn đây là quang cảnh xung quanh đây nha quý vị. Có đồi thông rất là đẹp luôn. Còn kia là đường lên. Ui. Quý vị nhìn thấy cái hàng rào Trung Quốc bên kia không? Nhìn này, nó xuyên suốt từ đây. Từ đồi bên này sang đồi bên kia luôn. Ui. Đường bên Trung Quốc thì cũng bê tông hết rồi nha quý vị. Còn bên kia là người dân của Trung Quốc à. Đường bên Việt Nam này, ngoan nguèo kìa. Phong cảnh cực kỳ hùng vĩ luôn nha quý vị. Có những cái đường dễ vào đường biên này là cột mốc nha quý vị. Đây nha, phía đằng sau mình này. Người dân Trung Quốc cũng ra đây. Và hôm nay cũng vắng luôn nhá. Chị ơi, có biết tiếng Việt không? Có biết tiếng Việt không? Biết à?
Thế hôm nay không hẹn bạn Việt Nam ra chơi à? Chắc là trước kia là người Việt à? Có phải người Việt không? Phải á. Người Việt sang Trung Quốc lấy chồng phải không? Phải á. À, thế à? Ừ. Thế chị lại gần đây tí. Thì trước kia là quê ở đâu chị? Các em một tí. Không phải đâu à, dễ thôi ạ. Có phải em hay cô đang đi đâu? Hôm nay ngày hội mà ít người đi nhờ chị nhờ? Không phải người Việt Nam đấy, chồng Trung Quốc à? Không phải. Người Trung Quốc thôi. Thế người dân tộc gì? Người Trung Quốc thôi, ở đây gần, biết nói một tí. Có, chị là dân tộc gì? Là Yên Độ. Dân tộc gì? Yên Độ. Yên tộc. Choang. Không phải Dao à? Ừ. Không phải Thanh Y à? Chồng chú à? Thanh Phán không phải à? Dân tộc Tây á. Em nhìn những cái nhà kia là cứ... Cái nhà xây hết nhờ? Phải nhà xây không? Phải đấy chị nhờ, bên kia làng toàn nhà xây chứ. Nhà xây hết ở Trung Quốc, ở nhà ở ngay bắc biên giới hàng rào toàn nhà xây hết. Ừ. Em ở ở ngoài chỗ Móng Cái bọn em có những cái chỗ như này không? Không có rồi, nó đồng bằng mà nó ở kia nó cũng có. À đồng bằng à? Mấy chờ mừng hai mừng tả điện để cân vì tám hẳn hết mùn xây được là mấy chờ được là thằng này nó không biết nói tiếng không biết tiếng Việt đó tiếng Tây mấy ông kia mình đâu à đâu à mấy chờ tả cân gì ra mà hết mùn được là anh có hỏi là có phải mấy cô này điện người Việt Nam lên chơi không? Không phải. Không phải hẹn ai à? Không hẹn được bạn Việt Nam à? Buồn nhỉ, lần sau ra hẹn nhá. Lúc nào đi hội hẹn quen người Việt Nam qua mạng không? Quen qua không quen không có WeChat Zalo à? Quen thì hẹn đi hội cho đông vui. Đây là bên phía Việt Nam đấy quý vị. Bên này Trung Quốc này. Không hẹn được em Việt Nam nào à anh? Nên chắc chắn là không biết à? Cái cam dài kia nó chỉ quay cái chiều theo dọc cái cửa rào thôi. Cái này là cái người mà quản lý hệ thống là nó có mang những cái màn hình nó xem được một ví dụ từ km số bao nhiêu đến km số bao nhiêu luôn đấy. Đây có camera theo dõi nha quý vị, nếu mà ai mà vượt biên là nó báo động luôn là cử quân lính ra đây luôn. Còn đây là cái cửa sắt có khóa đây nha quý vị, cửa sắt có khóa này. Đây nó dẫn ra cái cột mốc này. Thế đằng sau cái cột mốc này thì nó ấy nhở? Đằng sau cột mốc này là Trung Quốc rồi này, từ cái mặt cột mốc này cũng hất lại đây. Thì để đảm bảo luôn là Trung Quốc nó luôn rào luôn một cái hàng như này. Đây nha quý vị nha, mình đang ở đoạn biên giới đây, cột mốc 1327 nha. Đấy, đây mình đang đứng là bên Việt Nam đây. Đây là cái hàng rào của Trung Quốc nha quý vị. Đấy, bên này có cái camera này. Đây nha quý vị, mình sẽ quay một vòng cột mốc 1327 nha. Quang cảnh toàn cảnh ở đây nha quý vị. Đây là bên khu Việt Nam này. Rất là hùng vĩ và đẹp nha quý vị.
Trung Quốc này, đằng sau cái hàng rào là Trung Quốc nha quý vị. Nhìn thấy cái hàng rào nó dài qua cái bên đồi kìa, Trung Quốc nó rào hết cả biên rồi. Mốc đây. Ở kia nó có cái đèn luôn nhá, như là đèn năng lượng mặt trời nha quý vị. Đây, cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị nha. Bây giờ quý vị có thể nhìn thấy qua được màn ảnh là cái ngôi làng ở bên Trung Quốc này. Cái nhà của nó là xây 2-3 tầng rất là to luôn nhá. Ôi, mất tích rồi. À, okay, đây. Quay cái nhà này còn 3 tầng hay 4 tầng nhỉ? Ui, cái nhà to đi. Toàn nhà to đấy nhá quý vị. Kìa có cái ô tô kìa. Gió rất là mát nè quý vị. Mây kìa. Bên này thì có mây, bên kia là không có mây, nó nắng. Hôm nào kiếm thêm mấy bạn gái về giới thiệu vợ cho nó lại lên đấy chị ạ. Đó là về Đồng Văn, à về Hoành Mô à? Bình Liêu. Đấy, mấy em nhậu xong rất có ý thức, có sọt xác và vứt gọn cẩn thận nha quý vị nhá. Không lo bị trách móc ở những lần nhậu sau. Đây nha quý vị ơi, mình đang ở gần cái con đường mà giáp biên giới luôn. Ở đây thì cách một cái dòng sông nữa là đến Trung Quốc nha quý vị. Một con sông. Bên kia là ngôi làng của Trung Quốc. Quý vị có thể thấy là ngôi làng của Trung Quốc là họ xây nhà rất là to rồi nha quý vị. Kìa, quý vị thấy không? Nhà rất là to và đẹp. Còn đây là phía Việt Nam. Đoạn này có ruộng bậc thang nha. Đây đường đi hướng đi Móng Cái này. Ở bên Trung Quốc thì là nhà xây rất là to nha quý vị. Nhà nào cũng 2-3 tầng, họ bự luôn. Chỉ cách Việt Nam một con sông thôi nha. Đấy, quý vị nhìn thấy con sông kìa. Cái hội này nó ngay cạnh với cái cột mốc 1321 nha quý vị nhá. Ở cái chỗ ô tô kia đang đỗ kìa. Đấy quý vị. Cột mốc ngay cạnh đường luôn. Ở đây là thuộc là xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Đây. Đây là đường hướng xuống cái chợ nha quý vị. Còn cái nhà văn hóa nó là ở phía này. Đây, ở đây có một cái đường vào nha, và gốc đa.